Xin chào các bạn. Mùa dịch này là một, thứ hai nữa là nghỉ hè. Các em học sinh nó ở nhà, các em ấy hay ăn vặt lắm các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ các bạn đi ra ngoài chợ, ngoài đại lý các bạn mua bim bim hay mua đồ ăn nọ kia thì thứ nhất là tốn tiền, thứ hai nữa là nguyên liệu phụ gia của họ nó những có những cái thứ gì mình không thể nhìn rõ, không thể biết rõ được. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm bim bim chuối. Chuối xanh nhá. Chuối xanh nhưng với điều kiện là chuối phải già. Đây của mình nó là cái chuối gọi là chuối mắn các bạn ạ. Nó rất là già rồi nhưng mà quả nó là loại quả nhỏ. Hoặc là chuối tiêu hay là chuối tây, chuối xá đều được các bạn nhé. Trừ mỗi chuối hột thôi các bạn ạ. Và đây bắt đầu chúng mình bắt đầu làm nhé các bạn. Trước tiên các bạn hãy cho mình một nhúm muối vào chậu nước này nhé. Các bạn đóng đều lên cho mình. Và khi dùng đến các loại chuối xanh này thì các bạn hãy dùng bao tay cho mình nhé. Không phải nhựa. Ôi rồi các bạn, tha hồ mà rửa. Làm 6 quả thôi các bạn ạ. Đây để đến một bữa sau. Nếu mà làm nhiều quá thì các em mới ăn nó chán rồi nó. Đây là các bạn gọt vỏ và ngâm chứa vào cái nước này cho mình nhé. Các bạn có thể dùng dao này thái cũng được, hay hoặc là các bạn hãy dùng cái con dao hai lưỡi này. Các bạn thích hình thù gì các bạn thái hình thù đấy nhá, tròn hay dài hay là chéo vát thế nào là do các bạn nhé. Các bạn càng thái mỏng thì chúng ta rán giòn càng dễ ạ. Các bạn thấy đấy, mình đã thái xong rồi. Và các bạn xem, các bạn thích thái hình gì thì thái nhé. Các bạn có thể thái bằng hình hoa này, hình dài này, hoặc là hình tròn này, tùy theo thì tùy ý các bạn nhé. Và đây là nước muối loãng, các bạn hãy ngâm cho mình khoảng 10 phút đấy. Các bạn ngâm cho mình 10 phút xong các bạn vớt ra để ráo nước nhé các bạn. Để ráo nước xong các bạn mới cho vào các bạn chiên cho mình nhé. Các bạn ơi, khi cái chuối này của chúng ta nó đã khô ráo nước rồi nhé. Thế và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiên này. Đó. Chúng ta dùng một cái chảo chống dính và chúng ta cho dầu vào nhé. Chiên cái này cũng không cần nhiều dầu lắm đâu các bạn ạ. Chúng ta thấy cho thử một cái vào, thấy dầu nó nóng rồi thì chúng ta bắt đầu cho chuối vào nhé các bạn. Chúng ta thả thật ít luôn. Cho vào là chuối của chúng ta nó thôi, nó trào đảo như là phồng tôm ấy các bạn. Được lắm, hay lắm.
Đó, đây là thành quả 6 quả chuối của mình nhé các bạn. Các bạn nghe này. Rất là giòn, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Và mình thích làm theo hình thù gì thì làm nhé các bạn. Đó, đây là mình cắt hoa này. Đấy, mình thích cắt hoa thì mình cắt hoa, mà không thì mình thích thái hình dài. Đó, hoặc là mình thích thái hình tròn. Đây là cái món này là mình chỉ ngâm nước muối thôi, mình không trộn đường. Thì bây giờ là mình sẽ rán xong như thế này thì mình sẽ trộn đường lên và mình xóc. Còn cái này là mình đem mình trộn đường xong xong mình mới rán thì nó sẽ vàng như thế này, mà nó cũng rất là giòn các bạn ạ. Đấy, các bạn nghe các bạn thấy này. Mình mời các bạn nhé, mình ăn thử một miếng nhé. Ồ, giòn lắm các bạn ạ. Ăn cái này á thì nó sẽ giòn và nó ngấm đường. Nếu còn cái này thì bây giờ bắt đầu mình mới trộn đường vào thì đường nó chỉ có bao vòng quanh thôi các bạn nhé. Bao lốm đốm ấy. Cho dù chúng ta có đổ nó đi thì đường nó vẫn bám như thế này các bạn ạ. Thì nó vừa tầm. Nếu để cho các bạn nhỏ ăn thì rất là thích. Nhưng các bạn hãy lựa chọn một trong hai cách như thế này nhá. Hay hoặc nếu các bạn muốn cho các bạn nhỏ ăn cay cay, mặn mặn cay cay thì các bạn hãy trộn chút bột ớt và bột canh vào nhé các bạn. Thế xong rồi các bạn rán giòn như thế này, xong các bạn cho vào các bạn xóc đều lên. Thì nó sẽ ra cái vị cay cay như kiểu là mịt cái gì nhỉ, bim bim mình mua ở ngoài ấy các bạn. Đó, các bạn nhìn. Và các bạn hãy làm nhiều, số lượng nhiều xong thì như thế này, nguội như thế này các bạn hãy cho vào cái túi bóng và các bạn để vào trong ngăn mát tủ lạnh. Thế xong rồi lúc nào các bạn học sinh, các em nhỏ muốn ăn thì chúng ta cho ra rất là tiện. Chúng ta chỉ bớt một buổi thôi thì là chúng ta sẽ làm được một túi bim bim thật to. Đây của mình là có 6 quả chuối ngắn rồi các bạn ạ. Đây là chuối mắn mà có 6 quả thôi. Mình đã được hai đĩa như thế này rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thành công làm bim bim trong mùa dịch cho các bạn học sinh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.